Bão Pulasan, cơn bão số 14 của Trung Quốc trong năm nay, dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này vào chiều hoặc tối ngày 19 tháng 9. Trong khi đó, ảnh hưởng của bão Bebinca vẫn chưa kết thúc, khiến một số nơi ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc phải đóng cửa trường học do mưa lớn. Có hướng đi tương tự bão Bebinca nhưng khó dự báo hơn, bão Pulasan đang di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc về phía tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc với tốc độ 35 tới 40 km/h và cường độ tăng lên. Theo trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC), cơn bão này sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Ôn Lĩnh đến Châu Sơn, Chiết Giang từ chiều tối nay, ngày 19 tháng 9 ở cấp bão nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới mạnh, tương đương giật cấp 9 đến cấp 11, sau đó suy yếu dần. Cơ quan này đã phát đi cảnh báo bão màu vàng, tức là mức thứ ba trong bốn cấp vào sáng cùng ngày. Pulasan được dự báo là sẽ đem theo mưa to và gió giật mạnh cho khu vực phía đông Trung Quốc, hướng đổ bộ là thiên về phía bắc gần Thượng Hải, thành phố vừa hứng chịu bão Bebinca, cơn bão mạnh nhất trực tiếp đổ bộ vào trung tâm tài chính này trong vòng 75 năm qua. Thượng Hải một lần nữa phải kích hoạt cảnh báo lũ từ ngày 18 tháng 9. Đến nay, tác động của bão Bebinca vẫn chưa kết thúc. Cơn bão này đã gây ra mưa lớn ở nhiều tỉnh thành ở miền Trung và Đông Trung Quốc như Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Sơn Đông để đối phó với những tác động cực đoan của bão Bebinca, thành phố Khai Phong và Tân Hương của tỉnh Hà Nam đã quyết định đóng cửa các trường tiểu học, trung học cơ sở và mẫu giáo trong ngày 18 tháng 9. Trong vài ngày tới do ảnh hưởng của bão Pulasan và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, các tỉnh thành như Chiết Giang, Thượng Hải, An Huy, Giang Tô, Đào Hải Nam, v.v v. có nguy cơ xảy ra thiên tai cao trong khi đó do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh đầu tiên trong mùa thu năm nay miền bắc miền trung và miền đông trung quốc sẽ có gió lớn nhiệt độ giảm mạnh có nơi giảm trên 12 độ c trước đó theo mạng thời tiết trung quốc weather.com mỗi tuần nước này có thể sẽ phải hứng chịu một cơn bão vào trước tháng 10 cơn bão bebinca mạnh nhất trong hơn 70 năm qua ập vào thành phố thượng hải trung quốc đã để lại một cảnh tượng tan hoang trên đường phố người dân tại Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc, đã phải tạm gác lại nhịp sống bận rộn thường thấy trong ngày 16 tháng 9 để trú ẩn tại nhà tranh bão Bebinca. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong hơn 70 năm qua từng ngập vào thành phố này và những gì nó để lại là một cảnh tượng tan hoang trên đường phố. Bão Bebinca đổ bộ vào Thượng Hải với sức gió tối đa gần tâm bão lên đến 151 km h tương đương cấp 14 và vượt qua Gloria để trở thành cơn bão nhiệt đới mạnh nhất tấn công trực tiếp vào thành phố này trong hơn 7 thập kỷ qua. Ảnh hưởng trực tiếp từ bão khiến thành phố đông dân này bước đầu ghi nhận một số thiệt hại, bao gồm một người bị thương, bốn ngôi nhà bị hư hại, hơn 10.000 cây xanh bị quật ngã, đất nông nghiệp bị ngập lụt và một số nơi bị cắt điện. Trước đó, 25 triệu cư dân thành phố được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà, trong khi hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán khỏi những ngôi nhà có nguy cơ sụp đổ trên đường đi của bão. Lực lượng cứu hộ của thành phố cho biết đã nhận được tổng cộng hơn 8.000 cuộc gọi nhờ hỗ trợ, chủ yếu là các tình huống cứu hộ khẩn cấp, cây ngã đổ hoặc cúp điện. Rất may không có báo cáo về trường hợp thiệt mạng. Đến nay, cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương đã ra quân triển khai dọn dẹp cây đổ, đường ống bị vỡ và các thiệt hại khác tại khu dân cư. Ông Chen Lu Lê, cảnh sát thành phố Thượng Hải Trung Quốc cho biết, chúng tôi tuần tra thường xuyên dọc bờ biển và các đường đê. Tại những nơi dễ bị ngập úng nước, chúng tôi sẽ tìm cách điều hướng để thoát nước kịp thời cũng nhờ có hệ thống giám sát qua video nên lực lượng cảnh sát có thể nhanh chóng xử lý các vấn đề khẩn cấp. Các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo diễn biến của cơn bão Bebinca vẫn khá phức tạp bởi tác động mạnh nhất của nó không phải là giai đoạn vừa mới đổ bộ mà có thể gia tăng sức tàn phá về sau. Đến đầu giờ chiều 16 tháng 9, mắt bão đã di chuyển từ Thượng Hải đến tỉnh Giang Tô lân cận, nhưng dự báo mưa sẽ tiếp tục ở Thượng Hải trong hôm 17 tháng 9. Đến nay, bão Bebinca khiến 4 ngôi nhà bị hư hại, một người bị thương, hơn 10.000 cây xanh bị cuột ngã, đất nông nghiệp bị ngập lụt, gây ra tình trạng mất điện tại một số nơi ở Thượng Hải, Trung Quốc. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn thông tin từ Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt Thượng Hải cho biết, tính tới 12 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9, theo giờ địa phương, thiệt hại trên toàn thành phố Thượng Hải do bão Bebinca gây ra như sau. 4 ngôi nhà bị hư hại, một người bị thương, hơn 10.000 cây xanh bị cuột ngã, hơn 53 hecta đất nông nghiệp bị ngập lụt, tình trạng mất điện tại một số nơi vân vân. Chẳng hạn trên đường Uy Hải, quận Tĩnh An thuộc Thượng Hải, ba cây xanh đổ đe trúng một chiếc xe tải. Về giao thông, 577 chuyến tàu chở khách đường sắt, 1.461 chuyến bay, 39 chuyến tàu thủy đã bị hủy. Tổng cộng, 139 công viên và khu danh lam thắng cảnh ở Thượng Hải đã đóng cửa, đóng hai cây cầu Đông Hải và Trường Giang. Từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 16 tháng 9, chính quyền Thượng Hải đã nhận được tổng cộng là 8429 cuộc gọi, chủ yếu tập trung vào các tình huống cứu hộ, cây ngã đổ, chướng ngại vật vân vân. Trong số đó không có báo cáo về trường hợp thiệt mạng. Theo Tân Hoa xã, ông Thang Kiệt, phó giám đốc viện nghiên cứu bão Thượng Hải thuộc cục khí tượng Trung Quốc, gọi bão Beibenka là khẩu pháo cỡ nhỏ. Ông Thang nói, ban đầu chúng tôi lo lắng rằng bão Babinka sẽ mạnh lên như siêu bão sao mai hồi năm 2006. Chúng tôi vui mừng vì điều đó đã không xảy ra. Tuy nhiên ông cũng lưu ý, bão Babinka vẫn đánh lừa ở một mức độ nhất định, tác động mạnh nhất của nó không phải là giai đoạn vừa mới đổ bộ khiến mọi người đều nghĩ rằng nó đã qua đi, nhưng thật ra nó mạnh hơn về sau. Chuyên gia này cho biết tác động đáng kể của bão Bebinca bao gồm gió mạnh và mưa lớn đối với thành phố Thượng Hải dự kiến sẽ kết thúc vào tối nay, ngày 16 tháng 9 nhưng tác động ngoại vi có thể sẽ kéo dài hơn một chút. Đến đầu giờ chiều ngày 16 tháng 9, mắt bão đã di chuyển từ Thượng Hải đến tỉnh Giang Tô lân cận nhưng dự báo mưa sẽ tiếp tục ở Thượng Hải trong suốt thời gian còn lại trong ngày. Tính đến 6 giờ sáng ngày 15 tháng 9, bão Bebinka là cơn bão thứ 13 trong năm nay ở Nhật Bản, nằm cách thành phố Amami khoảng 230 km và đang di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km h theo cơ quan khí tượng Nhật Bản. Hãng tin Kyodo News dẫn thông báo của cơ quan này cho biết cơn bão có sức gió lên tới 180 km h Dự kiến cơn bão sẽ suy yếu thành bão nhiệt đới từ ngày 16 tháng 9. Khi di chuyển gần Nhật Bản trong đêm ngày 14 tháng 9, bão gây ra gió mạnh và sóng lớn, được cảnh báo có thể cao tới 8 m ở Amami, 7 m quanh phía nam đảo Kiso và 6 m ở Okinawa. Các quan chức địa phương đã kêu gọi người dân ở khu vực Amami cảnh giác với sóng lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp và nước sông dâng cao. Trong vòng 24 giờ tính đến trưa ngày 15 tháng 9, lượng mưa dự kiến sẽ lên tới 150 mm ở Amami và phía Nam Kiso và 100 mm ở Okinawa theo đài NHK. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA cho biết, tính đến 14 giờ ngày 14 tháng 9, bão Beminca nằm cách tỉnh Chiết Giang khoảng 840 km về phía đông nam. Dự báo bão di chuyển về phía tây bắc với tốc độ khoảng 30 km/h và sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển từ Chiết Giang đến Giang Tô từ đêm ngày 15 tháng 9 đến sáng ngày 16 tháng 9, sau đó suy yếu dần. Theo cơ quan này, bão có khả năng đổ bộ nhiều nhất vào thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang và Thượng Hải, nằm giữa Chiết Giang và Giang Tô với cường độ đổ bộ ở cấp độ bão hoặc bão mạnh. Quan chức khí tượng Trung Quốc cho biết họ đã có một số kinh nghiệm trong việc đối phó với bão Yagi trước đó. CMA kêu gọi người dân chú ý đến thông tin dự báo và cảnh báo bão do của CMA và các cơ quan khí tượng địa phương, đặc biệt vấn đề an toàn điện và nước di chuyển đến nơi an toàn. Theo dữ liệu khí tượng từ năm 1949 đến năm 2023, các cơn bão đầu bộ vào Trung Quốc trong dịp Tết Trung Thu không phải là hiếm, với tỷ lệ cấp bão nhiệt đới mạnh hoặc là cao hơn chiếm gần 80%. Sau khi siêu bão Yagi đi qua, giới chức tỉnh Hải Nam Trung Quốc đánh giá sức tàn phá của cơn bão này ngoài sức tưởng tượng. Thiệt hại kinh tế do Yagi gây ra cho Hải Nam vượt xa siêu bão Ramasun năm 2014, Cụ thể, trong một phát biểu tại cuộc họp báo tối ngày 7 tháng 9, ông Phiên Thiệu Lập, Giám đốc Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hải Nam cho biết, đặc điểm chính của bão Yagi là đường đi ổn định, cường độ tăng nhanh, cấp độ siêu bão kéo dài, cấu trúc đối xứng chặt chẽ và sức tàn phá cực lớn. Ông nhấn mạnh, sự tàn phá và ảnh hưởng của cơn bão này ngoài sức tưởng tượng và khác thường. Bão Yagi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc sau siêu bão Ramasan năm 2014 và cũng là cơn bão mùa thu mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc đại lục kể từ khi thành lập nước năm 1949. Quan chức này cũng cho biết, mặc dù số liệu thiệt hại kinh tế cụ thể vẫn đang được xác minh thống kê, nhưng theo ước tính sơ bộ, thiệt hại kinh tế do bão Yagi gây ra vượt xa siêu bão Ramassan từng tàn phá nặng nề Hải Nam năm 2014. Theo số liệu công bố tại cuộc họp báo, tính đến 15 giờ ngày 7 tháng 9, bão Yagi đã khiến 4 người ở Hải Nam thiệt mạng, 95 người bị thương, hai thành phố Hải Khẩu và Văn Xương, nơi cơn bão trực tiếp đổ bộ, thiệt hại nặng nề nhất dự kiến lên đến 60 tỷ nhân dân tệ, gần 8,5 tỷ USD. Nhiều tua bin gió của dự án điện gió bị gãy đổ do bão. Quảng Đông, nơi bão ghi đổ bộ lần 2 ở Trung Quốc, chưa thông báo số liệu thiệt hại. Theo thông tin từ Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh, đến 6 giờ chiều mùng 7 tháng 9, Quảng Đông chưa ghi nhận ca thương vong nào do bão. Tuy nhiên, tỉnh này cũng đã phải sơ tán gần 730.000 người, tính đến 11 giờ ngày 7 tháng 9. Cùng ngày, tiếp theo khoản hỗ trợ khẩn cấp 200 triệu nhân dân tệ, hơn 28,2 triệu USD của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đối với hai tỉnh Hải Nam và Quảng Đông, Bộ Tài chính và Quản lý Khẩn cấp nước này cũng khẩn cấp phân bổ 270 triệu nhân dân tệ, tương đương 38 triệu USD từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai Trung ương, tập trung hỗ trợ Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam, phòng chống bão lũ và cứu trợ thiên tai. Sáng nay, mùng 8 tháng 9, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh như rông lốc, gió lớn, ở các vùng bị ảnh hưởng của bão yagi trước nguy cơ mưa lớn do bão có thể gây ra lũ lụt ở một số khu vực chuyên gia nước này đã nhắc nhở các địa phương lên kịch bản phòng chống và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm sau lũ